có đủ đức hạnh và đại diện cho 8 tỷ người phải quỳ lên ngọt xuống liên tục để mà cảm động hội đồng chư Phật, để cảm động cha. Tại vì mấy vị là chúng ta khấn thì mấy vị mới làm, là vì nghiệp quả của nhân loại phải chịu. Hôm nay cái vụ đầu thai xuống cũng là một trong 8 tỷ nhân loại, thì chỉ một người đúng, phải đúng người đó. Còn ngoài ra không đúng người đó, dầu cho có cả triệu những vị hòa thượng đắc chứng quả cao cũng không, cũng rất là khó. Giống như là quay điện thoại mà quay không trúng số vậy, phải đúng 10 số. Vô ngày cái bàn của ông tổng thống mới bắt. Thì cho nên những ngày cuối năm, để qua năm con rồng á, là đến năm rồng rắn máu đào chỉnh ghê, thì đó là lý do tại sao chúng ta sắp sửa có máu đào chỉnh ghê. Thù nói nhưng mà cái chương trình nhân nghệ mấy con get ready nha, chứ đừng có ý lại cho hộ vợ hồi cái không có đủ thời gian. Vì có những người người ta ngồi đây từ sáng đến chiều cũng mỏi lưng đau lưng, người ta cũng mong gặp sư phụ, thì phụ cũng ngồi đây để trình thăm hỏi lại gì đó. Rồi ai có thắc mắc hay có gì thì cứ việc phát biểu, mình trao đổi. Nãy giờ bắt đầu mới vờn hồn trở lại người thế gian, chứ là sáng vô cậu nhức đầu quá. Nãy nó yên tĩnh 6-7 ngày, giờ bắt đầu nhiễm lại ồn ào màu sắc, gọi là nhiễm trần lại. Làm thử ngày để mà sẽ hiểu. Không có liên lạc với ai hết, mà rồi ngồi thiền từ sáng tới chiều đó, nó còn làm thử đi. Ngồi đến nỗi mà cái lưng nó ê, cái tự nhiên nó tê quá, cái hãy quên tê luôn. Chân cũng vậy, mà thiền lâu á nó tê chân, cái ngồi cũng quên tê, thì lúc đó mới là đúng. Tại khi vô định á, nó không biết đau, không biết gì hết. Anyone have any question, please ask. Mấy con có wonder, thắc mắc cái gì, cái gì nói chuyện, cái gì hỏi, tự do. Lấy cái microphone đây đến nè. Người ban văn nghệ ăn cơm để ăn xong. Hello. Cái này quốc nè. Sao mấy con không hỏi câu nghe cái đài của sư phụ xong? Con nghe qua mấy cái đài trên truyền thông thấy sao một trời dịch lạ quá, đúng không? Giờ con nghĩ mấy con ếch ở dưới đáy giếng nó đâu có ra khỏi miệng giếng đâu. Chúng ta là ngoại lỡ, chúng ta là chư thiên. Còn mấy truyền thông đó là trong hết phụ chẳng là con ếch thôi, bữa nào nhảy tới đâu rồi biết tới đó. Giờ con nghe thử là thầy mấy cái tin tức Việt Nam OFI này nọ, cứ nói tới nơi lôi hù qua hù lại, máy bay xâm phạm đường hàng không hàng hải whatever, nó cũng xào tới xào lui. Lâu lâu có một sự việc lớn xảy ra, giống như Do Thái tấn công Hamas thì hù cũng đã nói trước, chiến tranh xảy ra từ Trung Đông thì những cái điểm chính thì thù đã nói trước hết rồi. Còn cái chuyện mà khúc giữa, những cái chi tiết, những cái đề theo, chuyện lặt vặt qua lại đó, con coi biết cái đài đó con cũng bị điên á. Nghe cái đài cái vụ tóm tắt là cho chắc ăn nhất, đợi như nào nó như vậy rồi là như vậy. Đó là
cái cuồng phim mà trên trời là của cái ngày hôm nay là đã làm xong, xong lâu lắm, cả nghìn năm. Thì mình phải cho thời gian để nó chiếu ra, chứ mình muốn sớm cũng không được. Nhưng mà có nhiều người khổ quá, người ta không có chấp nhận cái sự lâu. Nhất là tuổi trẻ bên Việt Nam, tụi nó nóng tánh như là chương phi vậy. Nó đào tạo bởi bởi Đàm Vĩnh Hưng hay là showbiz rồi quá không? Cái gì cũng hăng nắng, ào 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 vậy đó. Cho nên tụi nó chờ không có nổi. Nó nói sao ông nói chuyện gì đó mà lâu quá. Từ ngày nếu mà nói cơ trời mà 5 năm mà Hữu lên mạng nói tới 280 cái clip. Mỗi clip tệ nhất cũng trên tiếng rưỡi. Mà biết bao nhiêu information, biết bao nhiêu tin tức quan trọng ở trên đó. Gom lại có thể là bằng một cái thư viện đó. Mà có cái nào sai đâu. Hôm nay, ngày xưa nghe rồi, bữa nay không nghe cái quên. Đó là nhân sanh là vậy, mau quên là như vậy. Ở đây cũng vậy, có những cái chùa ở đây mấy ông thầy cứ gạt tới gạt lui. Ô, làm tượng Phật ở chùa thầy đi, đóng 2000 để tên mẹ con sẽ giảng sanh. Ở đây có mấy chùa trên núi gần đây nè. Rồi cái bị gạt rồi, cái không làm, cái bị mất tiền. Mất tiền cái chừng 3 năm sau, cái ổng đi xuống, ổng vận động ra quỷ, cũng cúng dường ổng nữa. Cũng quên là chùa đó. Ông cứ xào tới xào lui là bởi vì cái trí tuệ chúng ta không có nhớ dai. Và chúng ta cứ bận rộn chạy theo cái này cái kia rồi quên đi. Cho nên những người xấu họ biết được cái nhịp điểm của thích cà gù cà gặt ở chỗ đó. Họ thiên không có cà gù cà gặt, vì họ thiên đứa nào cũng phải cầm cuốn kinh của cha mẹ để lại cho chúng ta mỗi ngày đọc, trong đó có Lăng Nghiêm. Những vị thầy thời nay á, con không tin vô chùa đi, mấy thầy phạm rất là nhiều giới, cho nên mấy thầy không có dám đọc Lăng Nghiêm. Cho nên đứa nào mà đọc Lăng Nghiêm á là còn hơn những bậc thầy mặc áo vàng trong chùa thời nay. Sư phụ nói thiệt, mấy ông chính quầy đi, sư phụ thuộc từng sống trong chùa thù biết, nó không có dám đọc đâu. Tại vì Lăng Nghiêm có mấy ông thần Lăng Nghiêm mầu nhiệm đó. Mấy ông đã làm sai nên ông rồi dám đọc. Còn Lăng Nghiêm chúng ta đọc mỗi ngày là lý do. Một ngày á, mình đâu có biết mình đi gốc cây này hay là một cái công viên nọ, hay là mình đi thăm nhà người bạn, mình biết đâu nhà người bạn đó có vong linh ở trong nhà đó, họ cũng bám vô cái bóp mình, hay là bám vô tóc mình, bám vô cái túi áo của mình, về nhà của mình làm cho mình cũng sặc sừ. Sặc sừ có nghĩa là giống như bệnh rồi yếu, rồi lừ đừ giải đãi, rồi buồn buồn chán nản làm gì không ra chuyện gì hết. Nó là chúng nó gọi là trượt, là một cái làn khói đen. Thì chỉ có Lăng Nghiêm nó sẽ clear mấy cái đó. Lăng Nghiêm là một bác sĩ siêu hình, một bác sĩ mà emergency nhà thương á, mà mình vô cấp cứu á, thì mấy ổng thấy con chảy máu chỗ nào thì mấy ổng băng bó ngay đó, mai là chỗ đó. Còn Lăng Nghiêm là nó tới 300-400 bác sĩ, mà bác sĩ này bác sĩ siêu nhiên không à. Cho nên bệnh gì trong người cũng sẽ hết. Người nào, đứa nào đọc Lăng Nghiêm ra đường, không ai gạt được đứa đó. Không ai nói láo được những người trì Lăng Nghiêm. Hồi sáng tại sao sư phụ đọc Lăng Nghiêm là gì? Giống linh ở ngoài đó nhiều. Trước khi tới đây em bắt với ông hộ pháp là ông cầm kiếm á. Hộ pháp coi chỗ này nè. Mấy ổng đã siêu lợi cái khu vực này từ của mấy cái hình của cái cây này lại, để cho mấy dân linh á không có bước vô đây interfere, tức là mình đi đụng họ hoặc họ đụng mình. Ngoài dân linh mình còn có những tiên trời xuống đi vòng vòng bên đây để ok chung vui, rồi tới coi mấy đứa này trình diễn văn nghệ cũng có. Đó là lý do tại sao mà nãy Hữu nói cái vụ dân hoa đó. Đó, có mà.
Cho nên mình hiện bây giờ mình có ba thế giới đang song song chung vui chúng ta. Đó là một thế giới, đó là bạn bè anh em của mình, những bạn đạo của sư phụ. Lên cái bằng thở cảm, còn thấy hình cảm đầy không? Nhìn bạn sư phụ không? Hồi xưa từng đọc kinh hết trơn này sư phụ. Bây giờ nhìn nó, ủa? Thầy vô nó lên đây hết trơn. Bao lâu sư phụ vô chùa nè, cái chùa này tu lập 2007. Trời ơi sao bác? Quá mùa của bích sao bác lên đây ngồi. Lâu lâu sư phụ ra điểm danh đó không? Trời ơi lên đó hết. Cho nên bạn đạo không có ông phó trụ trì nữa. Thầy Linh Nhẫn đây nè, xưa ông cai quản chùa này. Cho nên mấy đứa mà vô đây ở Thiên Long Thổ mà ông chỗ ngủ ngủ đây nói là ổng giỡn. Trời bảy là bạn mấy người đó hết. Bảy đầu bữa nay thấy bảy à, sáng giờ thấy bảy không? Dạ có. Rồi siêu mà tôi nói siêu là chủ trì chùa này. Nhưng mà tôi siêu giờ cũng đi rồi. Cho nên họ thiên chúng ta cũng vậy. Mai ấy là họ thiên mấy con còn trẻ, cho nên chưa có. Với lại núi Thiên Long Sơn á là không có giống như thờ đó. Nhưng mà sau này sư phụ sẽ hỏi mấy vị. Mình có thể xây một cái nhà chỉ riêng cho họ thiên á, thì đưa hài cốt về núi Thiên Long Sơn có được không? Thì hồi chưa có hỏi đó. Nhưng mà maybe not. Tại vì đã là họ thiên chỉ có một đường đi thôi. Cốt hay là hình ảnh nó không có giống như thích đủ thứ. Thích đủ thứ tu đâu được về về với Phật A Di Đà. Mà còn trong lúc mà còn ở tại thế gian á thì cứ xỉa cha xói mẹ, ô thiên thấp hơn Phật đại khái, là cứ xỉa xói như vậy thì làm sao mà ông Tứ Đại Thiên Dương ổng cho vào cổng trời được không? Con hiểu không? Thì mình đã phạm rồi là khó ở mấy vị là tính kỹ. Khi mình xuất ngôn cuồng ngôn rồi là mình đã mất duyên với cha rồi. Nhưng mà thật sự cha là lớn hơn là tất cả các cõi. Chúng ta là cao nhất, đâu phải tầng số 5, số 7 là hết đâu. Mình về trên đó, giống như nãy thầy Hồ có giải thích, mấy vị Bồ Tát cũng dạy mình trên đó. Rồi từ đó mình tu mình đi lên. Còn cái này muốn đi thẳng, bay direct về cõi A Di Đà. Mà bay không tới thì đi lọt ở đâu? Lọt xuống địa ngục hay là làm thú? Chứ nhất định không có muốn làm tiên. Đó là cái nhồi sọ của cái thời mạt pháp. Con cháu ma quỷ mặc áo vàng, họ đã làm sai. Cho nên những Phật tử hiểu một cách rất là sai lầm. Ở trên đó chỉ có một thôi, cha là lớn nhất. Phật A Di Đà cũng giống như một người tỷ tỷ phú đi, giống như Elon Musk hay là Bill Gates hay là Jeff Bezos. Ok, tôi có cái hòn đảo này, ai vô trong đó tôi nuôi hết, tôi giàu tôi có tiền, thì là một cái thế giới của ngài thôi. Nhưng mà ngài cũng vẫn bị cai quản bởi một cái tổng thống, đúng không? Một cái hòn đảo nào, một cái quốc gia nào cũng phải có cái system của nó, cũng có một cái tổng thống của họ. Cha là tổng thống trên của tất cả các tổng thống. Đó là lý do vậy. Các con cũng có thể làm một cõi riêng cũng được. Nhân Yến vợ đọc kinh giỏi, Yến có phát nguyện lớn với hết tất cả những nhân loại thời nay. Ồ, ai mà trì lăng nghiêm đọc kinh Thiên Tâm sẽ về cõi Thiên Phật Yến. Thì con về chảnh con đặt một cái cõi của con tên là Thiên Phật Yến. Thì dưới này tất cả 1000 năm sau người ta tin, người ta biết con là Phật rồi. Nam Mô Thiên Phật Yến, Nam Mô Thiên Phật Yến. Cũng giống như thời nay người ta là Nam Mô A Di Đà vậy đó. Con hiểu, cũng là một cái danh từ. Chứ phụ cũng có một cái cõi chảnh, nhưng mà nó nhiều trên này người ta không bao giờ ta tưởng tượng được. Tất cả các con đều là tiên chúng. Một là tiên chúng của sư phụ, hai là những tiền kiếp sư phụ đầu thai xuống đây làm việc cho cha đó. Mình cũng là anh em hay là trong hoàng cung với nhau rồi đại khái gì đó. Giống Bác Thọ cũng là tướng sư phụ, hôm nay ổng cũng còn hung hăng vậy đó. Giống như ông chính rồi đó. Thì mình có duyên lớn lắm, mình mới ngồi chung với nhau.
ở đây gặp nhau tại Thiên Long Sơn. Bất cứ ai cũng đều là một cái cõi riêng của mình hết, nếu mà mình có đầy đủ phước báo đức độ mình phát ra. Thì cũng như một nhà tỷ phú, nó giàu, nó có tiền, nó có thể nuôi, ví dụ ok tôi cho 10 triệu dân vô cho cái khu vực của tôi ở miễn phí, tôi nuôi hết, lo bảo hiểm, lo công ăn việc làm, lo gì hết. Thì ngày Phật A Di Đà cũng giống tương tự như vậy, tôi chỉ giải thích thôi, nhưng mà ở kia thì nó cao siêu hơn. Nhưng mà về trên đó, để mà muốn xóa lại hết tất cả những cái xấu xa lại vô thức của mình đó, mà bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mình tạo nghiệp, thì cái label mà thấp nhất đó là hạ phẩm hạ sanh. Ở cõi A Di Đà nó có chín tầng lớp, nhất phẩm nhất sanh là mấy hòa thượng rồi, nó có tiệm chứ không phải không có. Khi mà con thấy cái đầu con á mã mắm á, là về cõi A Di Đà, khi mà thấy cái tay mã mắm á là mình biết mình làm người vậy đó. Thấy cái bụng mãm á là mình là ngạ quỷ vậy đó. Thấy cái bàn chân mãm á làm xuất sanh rồi đó, địa ngục rồi đó, nó có thiệt á. Thì trên đó ở là muốn cho xót ai lại giải thích, mình phải làm lại một cái hạt gì quá không, giống như hạt đậu phộng hay là hạt dưa giá vậy đó. Thì thôi giờ mình làm hạt sen, tại cái hạt mà nó là cái cây, nó không có còn trí não nữa, thì thôi thì, vô cái hạt sen làm hạt sen ở trên đó 1 tỷ năm đi, sáng cái mở ra cái vô đó mấy vị Bồ Tát dạ và tấu vô làm lại cái hạt sen đó, đó tức là mọc từ bông sen á. Muốn như vậy thì cũng phải biết niệm Phật, nhưng mà cái đó trầu nó dài lắm, nó cũng giống như giống như một cái đường 1 tỷ năm, thay vì 100 năm đầu thai làm người nửa sướng nửa khổ như hiện giờ, mà một tỷ năm trên trời, so 100 năm của mình dưới này là cơn gió hoảng, bữa giờ sư phụ xuống trần là nửa cơn gió hoảng nha. Thầy muốn nửa cơn gió hoảng hay là 1 tỷ năm ở trên trời? Tỷ năm trên trời là bằng cả 10 tỷ năm của trái đất này luôn á, 100.000.000 tỷ năm trái đất. Thì cũng cái bằng cấp nó cũng ra giống nhau, giống như cái bằng bachelor degree vậy đó. Thì muốn nửa con gió hỏng hay là muốn 1 tỷ năm, chọn đi. Mà bị nhốt ở cho thành cái hạt sen hàng tỷ năm, giống như ở nội chú vậy, đúng rồi, giống như nội chú vậy đó. In out, sáng bông sen nở ra cái mình đi ra mấy Bồ Tát dạy mình, tối vô đó. Nhưng mà được cái instrument là gì? Ok, ở nội chú không có được hút sách nha, không có nhảy đầm nha, không có karaoke nha, tức là ở trên trời cũng như mình không có được tập thói hư tối xấu này nọ, rồi cứ học thành thật vậy đó, là gọi là hạ phẩm hạ sanh, nó có thật. Nếu mà chọn con đường đó thì cũng tốt á, là tình biết là mình yếu bóng vía thì mình làm hạt sen. Còn nếu mình có bản lãnh thì hiện giờ nè, bây giờ phải đứng lên cầm cuốn kinh Thiên Tâm tự đốt đốt đi. Mình đã xuống đây hết một phần gió thoảng rồi, còn chút xíu gió thoảng nữa là mình đi về. Cái này là lẻ nhất luôn, cái này là đôi nhiên đẩy dặm hiện giờ luôn. Mà thiên chúng ta khác hơn là thích cờ gù cờ gật đâu có dạy phải về lo cho chồng con, lo cho vợ, lo hạnh phúc, vui thế gian cũng giống như vui cõi trời. Xuất thế gian, pháp thế gian không rời, xuất thế gian giống nhau. Bên cờ gù gật không có, đâu có đừng mà cao dài hay là tung tăng cả hết. Nó vô chùa là phải theo quy tắc phải không, gặp ai cũng xá xá gù gù đó, bất tử bản con. Nhưng mà ra rồi là vẫn la hét sân si sùm. Chúng ta có không vậy, chúng ta có sao là thật vậy, sửa là sửa trước đại chúng. Thưa hữu có lỗi, thưa hữu xin lỗi tất cả mấy đứa trước mặt, tôi làm sai thưa hữu mong tất cả mọi đứa cứ nói thẳng, không sai được hơn nữa, cũng là người mà,
chúng ta làm sai mỗi ngày á, không ai mà không có lỗi mỗi ngày. Ngày hôm qua sư phụ bữa mà đang nhập thất mà nhận được cái thơ của thầy Trang, nó gửi là Khao Lì cấm mình không có cho làm hội chợ Tết á. Lúc đó đang ngồi thiền á, rồi lâu lâu 3-4 tiếng thì cũng dò lại cái điện thoại coi có chuyện gì quan trọng không á, dò lại thấy cái đó tự nhiên ngồi 3-4 tiếng nghe, mất công phu 3-4 tiếng bị sốc lên. Ủa nói cái thằng Ma Rin, nó thằng đó nó tên là Tyson Rin, cái thằng mà hãm hại cái núi Thiên Long Sơn mình mười mấy năm nay, trụ nó ghét cá nhân cái vụ cực kỳ lắm, cũng giống như bác Trọng ghét bác Dũng vậy đó, cũng như bác Hồ ghét bác Thiệu vậy đó. À thì thằng đó nó ghét cái bộ có yên vậy á, cái chuyện đó mày thằng Tyson Rin mày chết mày đừng có bây giờ gặp tao nha. Ô tự nhiên mình nói câu đó là cũng là còn sân si đó, làm cái họ cái từ từ cái bình tĩnh lại. Ôi chết cha, mình đang nhập thất, mình đang tu, mình không còn giận người thế gian, nhưng mà mình đâu có nói gì sai đâu, mình chỉ nói riêng cái thằng này mày chết mày đừng có gặp tao thôi mà. Đừng có gặp nghĩa là gì? Thu về trời, tức là mày đừng mãi mãi đừng có về trời á, mày xuống địa ngục đi, hiểu không? Thế là sao đó, dù cũng phải xin cho nó. Đó là cũng là một cái lỗi, nhưng mà mình biết mình có lỗi liền, mình thay đổi liền thì cũng ok. Cũng giống như bốn người mà đệ tử của Phật Thích Ca vậy đó, bị say rượu đó. Con không có say đâu, thấy con. Ồ, con hàng kia con còn giả bộ nó, tại con say chỗ nào con cũng cố gắng bình tĩnh được. Nhưng mà có một thằng đó, con xin lỗi Phật, con lỡ phạm giới, con uống rượu bữa nay. Phật vỗ đầu khen. Cái đệ tử này trong bốn người này sẽ thành Phật trước hơn cái thằng kia. Thằng kia phải lấy khăn đó mà lao nguyên cái núi Cẩm Thạch đó, mà khi mà núi Cẩm Thạch nó bằng đó, thằng đó có thành Phật. Tại vì nó cái nhã đó, có ai chấp nhận mình là vô minh đâu. Giờ con hỏi 1.000 thằng chiến cạnh đi, có thằng nào mà nó không chửi cái vụ là ảo đâu. Con có hiểu không? Có một Phật tử nào mà không nói sư phụ là mê tín đâu, mà họ không bao giờ họ nhìn lại họ là người bất tín. Bất tín tức là bất là không, tín là lòng tin. Họ không có lòng tin với thượng đế thì là họ sai. Còn mình mê là thương, là thích, là cái đó là thiệt, là mê. Tín là lòng tin. Mình mê cha, mê mẹ, mình mê thiên đàng, mình mê cõi trời thì nó chửi mình là mê tín là đúng, nhưng mà ngược lại nó là bất tín. Nên nhớ, chúng sanh nó là như vậy. Khi mà cái ngã họ lên đó, là trong cái tâm của họ là 1 triệu luật sư đứng là nó cãi đủ đó, cãi lý, cãi này, cãi đủ kiểu, kiểu nào cãi cũng trúng đó. Tự mình làm luật sư cho mình mà không trúng, không có tự do. Mà càng học thôn chừng nào, đọc nhiều sách chừng nào á, là càng lý luận chừng đó. Cho đến khi có một ngày đẹp trời hay là tối trời không biết nha, vô bác sĩ về bắt đầu bỏ ăn cơm tối, vợ hỏi cái gì cũng không thèm trả lời, buồn rầu chắp tay sao đích đi tới đi lui nhớ không. Bà ơi, tôi bị ung thư rồi. Lúc đó là cái đầu nó ngã xuống một chút, phải không? Thì thí dụ như họ thiên chúng ta mà có thằng chồng mà nó lúc đó là bắt đầu đưa liều thuốc nhiễm màu vô liền, thiên tánh đây. Thì bà mai á, mấy con còn không bị chửi. Chứ còn mấy con đưa trước khi mà thằng chồng mà đi bác sĩ bữa đó, vẫn bị chửi. Bởi vì Phật nó có nói chúng sanh khi nào bệnh với sắp chết đó, là mới đi kiếm Phật không. Phật nó cũng được, ta là bác y dương mà, bệnh gì ta trị cũng hết, chỉ có cái bệnh lì lợm cứng đầu ta trị không được thôi. Chư Phụ cũng vậy,
những đứa đệ tử mà còn có ngã cao, sư phụ không có dạy được. Sư phụ biết đứa nào còn ngã cao, đứa nào không ngã cao. Đứa nào không cầm cuốn kinh á thì cũng ok, nhưng mà phải là ngồi thiền hoặc là tu tại nhà thì cũng được. Đâu phải là bắt buộc những đứa phải lên núi đọc kinh là sư phụ mới hiểu đâu. Sư phụ nhìn cái hầu an mấy con, sư phụ biết mà. Cái tâm thành với cha mẹ, có lòng tin với cha mẹ không đó là quan trọng. Còn những người Phật tử mà ở xa, ở mấy người lạ, rồi đổ đường cả ngày trời, bỏ 2-3 chuyến bay bay qua, đóng cửa tiệm neo mỗi ngày mất 5.000 qua đây. Anh Kiệt, tôi ở xa, tôi qua đây tôi thăm anh, chạy tới là chụp với bóc chưa phụ á, cái sư phụ né rồi bắt đầu giận lên á. Thầy con nghĩ chúng sanh này sư phụ có độ cũng khó độ lắm, tại vì sư phụ né bắt đầu giận phải không, cứ nghĩ là qua đây sư phụ phải niềm nở thôi, tiếp đó chuyện đó không có. Thiên tử xuống trần thưa cuốn kinh chỉ về trời, chứ không phải thiên tử xuống đây đi tiếp mấy chục triệu người. Con nghĩ mấy chục triệu người, người nào cũng làm như vậy, sư phụ không có giờ để thở con. Làm sao mà dìu dắt, làm sao mà có một cái buổi lễ mà nó ngang ngắt được. Cho nên sáng phụ vào trước để cho tổ sư phụ đừng có bị mỏi bữa nay, để sư phụ lại cha lại mẹ đi. Đừng có đứa nào chào, tại chào thì cũng phải chào lại đúng không. Cũng may á, con đứa nghe được, con đứa những đứa mà còn nghe được cũng còn lì, cũng vẫn còn chào. Đừng có chào sư phụ, nhìn cười là biết rồi. Tại cái cổ mà chào người phải làm gì lại, còn tôi không làm. Nó cứ chuồn chuồn cái mặt đó hoài. Làm sao cho phụ phải tập trung, phải lo chuyện này chuyện kia chứ không. Tại vì mỗi một người mà distract một chút á thì cái phụ thấy âm thanh nó húng này nọ tùm lum á. Tại vì đệ tử nam này nó cũng giỏi á, nhưng mà nó chưa có rành cái máy đó. Cái máy này phụ rành, cho nên hồi nãy có phụ ngồi đây nó bớt có húng, bớt cái này kia phải không. Lúc mà nãy thấy ca các bạn ri rượu mừng á, tự nhiên có âm thanh tùm lum lại trong đó. Hồ tới chỉnh lại cũng được nửa bản, cũng còn video có thông. Đại khái chúng ta là người nhà, bớt chờ hỏi, thật tâm là quan trọng. Hồ nhìn là nhìn cái tâm của mỗi đứa, chứ hồ không có nhìn cái hình thức, hiểu chưa. Giống như xưa chùa này cũng vậy, mỗi lần mà khóa hội nghe chỗ này là một đống mấy hòa thượng ghế ghế ngồi không, con hòa thượng ngồi ở giữa, ở chỗ đó hồi xưa trống lắm, rồi cái trên này thì phủ vải trắng đẹp lắm, không có nhìn thấy mấy cái sườn gỗ này, rồi mấy cây sàn ngang là quấn theo cái ba màu của Phật giáo á, rất là đẹp. Ở giữa này phủ một cái miếng dễ vàng, từ đây tốt làm sao. Cậu con nhìn đây giống như là thiên đàng vậy, ý là giống như là cõi A Di Đà chứ không phải thiên đàng. Rồi Phật tử thì ngồi mấy ghế đen đen bởi nó nhiều lắm, mình có nhiều, ngồi dài tới phía sau lo để đầy hết. Cho nên là làm sao mình có dãy restroom rất là lớn. Cái này là nếu mà tính ra chùa ở vùng này, đây là lớn nhất, có thể chứa được 4-5 nghìn người cùng khóa hội khóa tu. Hồi xưa đã từng làm rồi, cả mấy cả nghìn thầy ở đây, rồi mỗi một ông mỗi một gì á là có 3-4 thị giả đi theo, hoặc là 2 cô thị giả, đa số là cô nhiều hơn nam đúng không, tại cô hiểu ý mấy thầy hơn, nấu ăn rồi gia vị ngọt chua đồ không, ngứa chỗ nào rồi gãi giùm rồi. Cái đàn ông tấu giả lắm, khó dạy. Cho nên thường nó hay qua thị giả nữ theo đồng thì thông phòng đó, rồi ngủ ghế bố, rồi sleeping bag, chỉ có thế thôi. Là chỗ này sinh hoạt 4-5 nghìn người. Rồi cái có một lần năm nào ta 2014-15 gì thu quên, cái ông thầy á, hào quang thì đen thui như mẫm cho mực, lên ngồi ngay đây nè, ghế cao lắm, phải như ghế kiểu này như vụ đó. Chỗ này á, là cái tượng Phật Thích Ca ngồi cõi vô đời mự lắm.
ổng giảng pháp, thì cái ông thầy giả đó, ổng mặc áo tràng thường thôi, bưng nước này kia cho sư phụ mình uống rồi đó. Mà ngược lại đó, cái ông thầy giả cái hào quang ảnh sáng rực rồi. Cái thằng đệ ông, sorry, cái ông đệ tử sáng, còn cái ông sư phụ mà đang giảng pháp đó, tối đen như chó mực. Anh bắt đi, tôi cười quá, tôi thật kỳ ta, sao màu đen mà lại đi sai màu trắng? Tại vì con người có đức độ nó có hào quang, con người không có đức độ nó đen thôi à. Cũng giống như mấy cũng vậy, đứa nào không biết tu, không biết tu đủ biết liền à. Đứa nào mà đọc kinh là mặt mày sáng sủa, nó hiện lên mặt luôn, nó đứng lên chi mà cần có cái nhãn thần. Sau này sư phụ mới ngồi thiền hỏi Xích Long, ông đó làm sao? Trời, ông đó là Bồ Tát đó. Rồi tự nhiên ông đó, ông cũng biết sư phụ là ai. Ông có mình ông nói sư phụ à, ngồi nói chuyện sư phụ. Tại vì tên trong chùa sư phụ là Thiện Trí. Thiện Trí giỏi quá ha. Thiện Trí có tiền mà không xài ha. Thiện Trí mở nơi cho tu tập ha. Phước báo vô lượng, rồi không kêu nói chuyện gì đó. Cái nó qua lại cái giờ sư phụ con giữ số kho nằm, ổng đâu ở bên là lên tà đâu qua, chắc sau này kiếm ổng về. Cho nên trong Phật giáo cũng có Bồ Tát hạ phàm, ổng là Bồ Tát, nhưng song song cũng có Dạ So, Dạ Atula. Thú Atula là cái đầu là con thú, lúc làm chuột hay rắn, nhưng mình là mình người. Hoặc là sư tử về cái xuống cái cạo tóc bảo vàng Dạ So Atula vậy. Mà họ thì dễ ở kinh điển Phật là họ thuộc rào rào, họ còn nói chuyển ngân vô tài khoản không cần phải tới chùa, không cần đốt nhang, mà trong khi kinh Phật á dân hương đúng không, thời nay tổ của họ tu tấm tắc hơn mình nhiều lắm. Chuyển ngăn được rồi. Có thằng này giải thích đó con. Nó thấy lạ không? Đó là đi ngược lại hết. Còn hồi xưa Phật Thích Ca là vua, giàu có, thái tử mà, là cần phải cất thực, cảm mình bán, đi tới đâu để thử lòng chúng sanh có cho cơm không? Để mà một người nào mà cho Phật củ khoai là người đó cũng có phước, để mà làm cho mọi người có cái lòng từ bi. Còn thời nay các con, ngày mai chúng ta đi làm từ thiện ở vùng Pleiku này nghe, vùng núi này nghe, các con chuẩn bị 5.000 phần ôm cần khoảng 300.000 các con, để mà lo mấy nghìn phần thì nghe rất là make sense đúng không? Đi cút chở mà cút cần nhiều, nhưng mà phần gì giờ không có đưa 300.000, lấy 30 cũng làm 300 phần được, thì lấy 300 gói mì gói cũng là 300 phần, 300 bằng chải răng răng luôn phải không nào? Cho nên phải, thì bây giờ ý sư phụ nói chỗ này, thời nay làm từ thiện là đi cho, thầy làm gì có tiền. Hồi xưa Phật bỏ hết tiền để mà đi tạo phước cho chúng sanh, thời nay mấy thầy cứ đi cúng không à, làm đi đúc hành, đi ngược lại những cái gì Phật dạy là đi ngược lại hết. Lắm như thầy giàu lắm nha, đã mặc áo vàng thì đâu có tiền đâu, nhưng mà tối ngày cứ đi nói đi làm từ thiện thôi, không có chùa nào mà không đi làm từ thiện đó. Con có thấy không? Còn chính phủ mình cũng vậy, đúng ra lo cho dân, mà hỡi ngân khố mà thiếu á là lên giá điện, lên giá xăng, lên cái gì cũng lên. Cái xã hội thời nay á, nó đi ngược, upside down. Đó là lý do tại sao mà có một lần một vị rất là lớn về giáo huấn sư phụ, cha mình á ngồi thiền nhắm mắt có mấy second thôi là dưới thế gian mình á cả mấy trăm năm á, người quỷ á, nó là lộng hành vậy, nó làm cho nhân loại khổ. Có một năm 10 năm trước mấy con thấy trong phim ảnh TV
ở Việt Nam bắt cóc mấy đứa nít bán qua bên Trung Quốc ha, nó nhốt trong lòng. Đúng là thịt của nít, máu của đứa nít, nó làm cho da dẻ tươi á. Cho nên mấy cái đảng viên Trung Cộng á, là nó ăn thiệt á. Ở đây Hollywood cũng vậy. Đứa movie star này, nó có loại là Red Soul, ăn dây đỏ. Hả? À, máu của con nít là giống như steroid vậy đó, giống như cái gì đó, uống gì đó, kiểu một bằng kiểu cũng hay chích á. Cho nên nói có vụ 27 với 77 á, nó có thiệt á. Cái lời chúc mày thì nó quỷ mà, đâu có nhân từ. Nó bắt cóc mấy đứa con nít Việt Nam mình đem bệnh nó bán. Rồi có một cái hình mà chụp ra được, nó trù nó nhốt nít cũng giống như nhốt đám dịch vậy, con biết không? Con nào ấy móc ra, ở Mỹ này cũng vậy. Mình nói nhiều á, lên trên này cũng vậy, Mỹ nó cũng y vậy. Ác dữ lắm, quỷ mà. Con người chỉ có khác nhau có một cái á, là cái phần hồn. Còn khi ra đường mà con đi vô một cái phi trường, hay vô một shopping mall, hay là vô Times Square của New York, con thấy ai cũng mặc đồ vest, mặc mài ngon lành, nó đẹp trai đẹp gái. Nhưng mà nếu mà con có kính chưa yêu mà con đeo giống như sư phụ, hoặc là cặp mắt mấy con mà tu mà đắc chứng mà nhìn thấy bảo đảm á, con vừa đi tới hàng đó con phải né. Là tại sao? Là vì nó là con quỷ, nhưng mà nó mặc áo vest đường ngoài người thường đâu có thấy. Thời nay là vậy, nhất là Thượng Hải hay Bắc Kinh, con đi mà con có cặp nhãn thần mà con nhìn đi, bảo đảm con về con bị ám ảnh liền, không có dám bước ra đường. Đầu toàn là đồ thú mà, đầu chuột, đầu rắn, thằng nào cũng đẹp trai mà áo vest hết. Ở cái thời mạt pháp này, cha mở cổng cho quỷ dương đầu hai nữa, để cho nó có cơ hội cuối cùng để mà ăn năn hối cải. Cha chỉ ngồi thiền có mấy giây thôi mà nó làm chúng ta khổ như thế này. Đó là lý do một vị lớn lúc đấy nói vừa nghe, cha không có nhẫn tâm nhìn chúng ta sống khổ nữa. Chúng sanh đã quá khổ bởi những cái ác này rồi. Nó có 5 cái ác đó. Còn những cái thằng mà trùm khăn khủng bố cũng là một cái ác, cũng là quỷ Atola không. Nhưng mà ai làm gì làm, cuối cùng nó cũng nặc danh, nó mượn danh cha thôi. Thì hôm nay cha ra cái đạo Thiên Tâm để mà trừng trị, để mà cứu con của cha, và đưa cho phụ xuống đây để nói lên những chuyện siêu nhiên, những sự thật, để cho mọi người tỉnh ngộ. Hôm nay mấy con tỉnh ngộ trước ngồi đây, nhưng mà sư phụ bảo đảm ở đây mình có 200-300 người đi. Mỗi một cái thế hệ trong gia đình mấy con sẽ có một lớp mới, rồi sanh sôi nảy nở. Mỗi năm 10 năm thì họ thiên càng ngày càng đông, hiểu được những cái gì sự thật, đường nào đường tránh, đường nào đường tà, rồi nó sẽ lan rộng ra. Trở về câu chuyện của Thiên Long Thổ mình mà bị cái thằng Tyson Green mặn hiếp á, cũng là như vậy. Nó cũng là một vị Bồ Tát đó con. Thù lỡ giận nó, cho nên Thù phải sám hối dùm cho nó, sám hối cho Thù. Ô Bồ Tát Tyson Green, mày làm người tao khổ, để sau này cái cuốn chuyện nó ly kỳ hơn chút, để cho mấy anh Mỹ ở vùng này nó quảng hồn. Mày tối ngày mày gặp tượng tao trong nhà thờ, mày lại mày xin tối ngày cho tôi bớt bệnh, tôi bị rau, tôi bị cholesterol, tôi bị đủ. Còn mày gặp tao á thì mày đi ăn hiếp ta. Thì sau này cuốn chuyện nó ly kỳ hơn. Đó là lý do tại sao mấy vị nói là cái duyên nó vậy. Bất cứ chưa làm cái gì đều nó có cái lý do của nó. Thành cũng là cái lý do, bại cũng là một cái lý do tốt. Trên mạng truyền thông cũng vậy, người mà chửi sư phụ nhiều nhất thì người đó hôm nay tu còn giỏi hơn, ý giỏi hơn mấy đứa con nữa. Nó chửi nhiều mà hôm nay nó biết là thiệt á, nó lại quảng hồn á.
trong đó bảo đảm có mấy con ngồi đây đúng không? Đứa nào hôm nay sám hối giờ ta lên luôn đi. Quá trời đông. Trong đó có thằng Nga mình hồi xưa nữa không con? Cười kìa. Cậu cái ông nội này lên đây nói 2-3 năm chán quá. Thôi là nó hiểu. Thì đó là lý do tại sao hồi xưa sư phụ Lâm Mạng nói không sao, chửi đi con. Tất cả AK-47 cứ bắn hết bằng đạn đi. Rồi sau này mấy con sẽ hiểu. Thì cái thằng khao lì này cũng vậy luôn đó. Sau này nó sẽ hiểu. Đó là lý do cơ trời làm vậy. Cái lâu lâu sư phụ mới ngồi buồn, sư phụ cũng ngồi than thở, sư phụ tâm sự nó diễn giống như sư phụ ngồi đang ngồi nói chuyện với con vậy. Hỏi qua hỏi lại, cái nói sao đời nào nó tự xuống trần cũng đã chịu khổ, giờ ngày không chịu khổ làm sao mà dạy được họ. Nhờ ba cái linh của ngài mà hôm nay 3/4 địa cầu họ mới ăn hiền ở lành. Nếu không có quà ở hành tinh này á, nếu mà hồi xưa ngài mà không xuống chịu ba cái linh đó thì hôm nay á là cái hành tinh này cũng giống như zombie. Nó có những cái hành tinh ở xa xôi trong ba tam thiên đại thiên thế giới, nó có thật. Có những cái hành tinh đó là không có Phật nào mà tới đó nói chuyện được, không có vị Bồ Tát nào tới đó mà cảm hóa họ được, cũng chẳng có vị thần nào đó luôn. Nó chỉ có Atula với Satan thôi, được chiến đấu nhau gặp nhau là từ xa xa thôi. Tại tụi nó cũng thần thông rồi bay nhảy rồi vũ khí rồi lợi hại mình giống như tụi UFO rồi vậy đó, là nó chạm nhau trước, gặp nhau là giết, gặp nhau là giết. Nó có một cái thành tinh mà một cái chiếc thân của sư phụ đang ở đó. Bởi vì nó cái tướng người cũng cỡ dài, cũng cỡ bự bằng cái đinh này vậy đó, tướng sư phụ á, mà không phải mặt người giống như vậy. Mà chỗ đó không có nước, mà cái nước của họ đó là nó màu hồng nha, mà nó sạch sạch, nó không có chìm. Rồi cái sư phụ mới hỏi cái gì Thái tử qua bên đó làm gì. Chợ có ngày qua đó, ngày là ngày can gián tụi nó, ngày cũng khuyên dỗ tụi nó. Ngày đi một cái nhiệm vụ ở đâu cũng đều là giống giống như vậy hết. Thì nhìn cái bộ chiếc thân đi trong tam thiên đệ thiên thế giới phận 10 đang hiện tại luôn đó, đang active luôn. Rồi cái người mới hỏi mấy vị, vị chết cái chiếc thân nào mà đang quan trọng nhất trong cái thời này? Cái chiếc thân này, đó là tại sao cha với mẹ ngày đêm kèm để dạy dỗ, là vì cái chiếc thân này dạy ra được cái đạo. Còn những chiếc thân kia là cũng giống như một cái chiếc nhỏ đi can gián, người đi làm vua hay là làm tướng để mà bình trị một cái lãnh thổ đại khái vậy thôi, nó không phải là chuyện lớn. Cái thường nó nói, ủa gì trên cái thế giới này nó cũng có rất là nhiều đạo mà. Đúng, rất là nhiều đạo, nhưng mà không đạo nào cũng là thờ thượng đế cha hết. Nhưng họ không có học Phật, tại vì Phật rất là khó, không phải ai cũng muốn thành Phật, ai cũng mà ngồi thiền được đâu. Bây giờ con không tin á, con kêu mấy thằng hai khách mà nó ngồi thiền nó đâu có ngồi được 5 phút thôi là nó nhảy bứng lên liền á. Nó ngồi bắt đầu nó tịnh tịnh cái là nó nhớ đến cái chuyện gì nó chưa làm xong, cộng dây điện nó chưa hàng thôi là nó bưng lên. Vậy cười không? Thì nó đang làm điện tử thì cũng nói điện tử đúng không? Rồi cái đưa cho cái bà một người làm về địa ốc đang ngồi thiền chết cha tu anh gọi cái bà này cái mối này mối lớn đang tìm mua nhà ngồi dựng lên liền đó con, không phải là dễ ngồi thiền 5 phút đâu, khó lắm. Đúng không? Gọi bà chủ nè, vừa ngồi xong cầu ô bữa nay tôi quên cái bà khách quý của tôi phải đi gọi bà liền. Đó, nó có mấy cái chuyện đó. Cái đó ngồi thiền là có phước mới ngồi được, chứ không phải ai cũng muốn ngồi là ngồi. Trời ơi, làm tổng thống thì dễ, làm tổng thống Mỹ dễ ợt, con đẻ Mỹ con ứng cử con làm tổng thống. Nhưng mà làm Phật á, khó hơn làm tổng thống gấp triệu lần đó con. Mà nó khó hơn gấp triệu lần nhưng mà lại dễ hơn gấp tỷ lần. Tại sao dễ? Chùa không có chỉ đường khó, nhưng mà không chỉ đường dễ. Đường dễ là cầm cuốn kinh,
ngã cái đầu xuống. Tại cái đầu chúng ta rất là tức, nó có bảy khớp xương đây nè, bảy cái sụn sáu không à, chỉ cần giật giật xuống là thành Phật. Có nhiều người không có chịu gục xuống á, à, cái đó là bỏ tay. Cho nên ở đây á, lâu lâu có những người mang chồng tới, mang em rồi đó, nhưng mà sư phụ thấy chưa đủ duyên á, thầy hồ chưa dám nhận. Để nhận rồi á, không có hiểu gì hết, rồi đi ra đường á, tôi là đại tử kiệt kiệt cũng có dễ chán tôi, nhưng mà nói về đàn kinh điển không biết, thì cái người đó vô tình bị mất phước, sẽ làm cho những cái người kia coi thường người đó. Coi thường người đó có nghĩa là coi thường cha, coi thường sư phụ là chuyện nhỏ. Cái thế gian này sư phụ đã bị sỉ nhục, đã bị xã hội buồng bỏ lâu rồi, tám đời thọ địch mà. Cả mấy đêm bữa nay tới đây đông, hồi xưa nó cũng buồng bỏ sư phụ, bữa nay nó hiểu rồi. Họ biết nó hiểu lại thấy mấy con đông mà nó chạy theo hay là nó hiểu thì cũng không biết, nhưng mà cũng không sao rồi. Có con hơn không. Tới cái hộ là chỉ cười thôi, tôi cũng đâu có trách móc tụi nó đâu, nó ngồi trong đó. Có tánh cái hồn vậy, những năm đầu khổ lắm. Ông giàu, ông điên nè, ông làm tôi mà. Ông không muốn cho tôi tiền nữa, nói thẳng đi, kêu kiệt. Chửi cái hồn vậy. Tại chỗ đó, có lần nó xin cho tôi 200 ngàn tôi đi mở tiệm liquor này nọ. Trời mình tôi đạo Phật mà đâu có hiển rảnh mà cho tụi mày tiền đi mở ly cơ. Tại cái luật của mình đó là không có được tặng ai rượu hay con. Người ta xỉn, người ta đụng xe bị cảnh sát bắt. Mà mình có tội. Nó tiền này tiền của cha tao. Cha hả? Cha chết rồi mà. Nó ăn sắp chết rồi, tao mọc chết rồi. Không phải cha kia kìa. Mày xạo. Làm gì có cha đó. Mày muốn cho tiền thì nó đại đi, rồi đặt đổi thừa là tiền của cha. Mà bây giờ mấy con hiểu rồi, tiền của cha không á. Cha muốn cho phụ bao nhiêu là thù có bao nhiêu. Còn cha chỉ cho vừa đủ để mà cho có một chút xíu gọi là hy sinh, thì nó mới tạo công đức. Cũng giống như cái tâm huyết hồi nãy, cái đệ tử Thiên Vi á, mà khắc cái miếng gỗ á, nó ngồi nó khắc là tâm huyết, không hiểu không. Còn mua mà để trên cái máy CNC này, mấy cái laser nó cắt thì dễ rồi. Nó vô nó quẹt quẹt cái là 5 phút. Tại nãy nghe đệ tử là nó bằng tay cho mới quảng hồn á. Nó khác hơn nhiều, con hiểu không? Tại khi bằng tay cái trí với cái tay của mình, cái trí tuệ, những cái năng khiếu nó dồn vô cái đó, nó mới có giá trị. Cái gì mà dễ quá, nó không có lâu bền. Con bao giờ thấy á, Thà Theo hay là Chapo hay là những cái nhà buôn bán bất thiện mà nó xây nhà thờ hay xây thư viện mà để lưu truyền, chỉ cái nhà thờ thư viện lưu truyền nhiều nghìn năm đúng không, nó có làm được vậy không? Tiền ma quỷ không có làm cái chuyện đó được. Bây giờ ngược lại con thấy Ba Vàng Tam Túc Việt Nam họ xây đầy bản lộng lẫy luôn, có khách sạn rồi, có giống như họ chỉ dùng, họ chỉ mượn Phật để mà làm tiền. Làm gì chùa mà có khách sạn trong đó làm chi không? Khách sạn để ngoài khu công viên chùa đi. Tại vì cuối cùng rồi họ cũng tìm được một cái chân lý, nhưng mà tìm có nửa chân lý thôi. Đó là khi chúng ta bị nhiều áp lực quá, sắp sửa củi xanh vô lò của bác Trọng, cho nên chúng ta khủng hoảng. Khủng hoảng là kiếm ai để cứu, kiếm Phật cứu. Mà kiếm cũng không biết kiếm cho đúng chỗ. Đi vô Ba Vàng Tam Túc mấy cái chỗ mà sang trọng, tại vì đâu có đi tìm lên rừng lên núi đâu. Nó không sao loại bộ nổi núi rừng để tìm những gì chánh sư, đâu phải dễ. Cho nên một đống chùa Việt Nam xây ra là để vậy. Chúng ta có linh hồn, chúng ta bắt buộc phải hiểu là cái hồn là bất tử. Chúng ta có hai thân người, cái thân người đang nói chuyện và cái thân người đang ăn, đang ngủ, đang nghỉ, đang đòi hỏi đủ thứ thì chỉ là giả tạm. Còn cái thân thật sự đó là cái chân linh của chúng ta, là cái đó là nó thu nhặt hết tất cả những dữ kiện từ lúc mới sanh cho tới ngày chúng ta già 99 tuổi mà sắp gần đất xa trời, điều vào một cái memory gọi là cái A Lại Giải Thích.
nó cũng giống như cái điện thoại của con vậy đó. Bây giờ con nghĩ cái camera nó quan trọng hay là cái CPU ở trong nó quan trọng, cái SIM đó. Cái SIM quan trọng đúng không? À, nó thâu hết, tôi cứ chụp đi. Còn cái camera, cái máy điện thoại iPhone 5 con có thể upgrade lên, nhưng mà con lấy cái SIM con về đi. Thì cái lại giải thích chúng ta y như cái SIM trên điện thoại, nó đi từ iPhone 1 cho tới iPhone 15. Còn cái xác của cái iPhone 1 bây giờ mà con đâu có xài được, y chang vậy luôn. Thì cái hồn chúng ta cũng là vậy. Vậy cái nào quan trọng? Chạy theo cái điện thoại là chạy là những cái dự kiện mà chúng ta để vô. Đó là cái thí dụ đơn giản để cho thực tế, để cho mình hiểu. Bớt chạy theo cái điện thoại thì chạy theo con SIM. Tức là mình chụp cái hình hay là mình làm cái gì á cho nó đúng đó. Cũng cái điện thoại, cũng con SIM, cũng cùng một người trong gia đình mình, cũng cùng cha cùng mẹ sanh ra, cùng mã huyết DNA thử giống nhau, anh mình em mình. Nhưng mà ngược lại, cái điện thoại, cái SIM nó toàn là mấy cái hình ảnh tầm bậy tầm bạ trong đó, dở ra là quảng hồn. Còn những cái hình ảnh của mình dở ra hình Phật, kình cha, hình mẹ kinh điển không, thấy đâu cũng không khe, ai mở ra càng tốt. Mà giả bộ mở đi, mà thấy kinh Phật cái áo đồ mà hiếu kỳ, không có gì hình ảnh bậy bạ trong đó. Khác nhau ở chỗ đó, cũng cùng cái điện thoại thôi. Đó là lý do tại sao thuộc có nhiều giới bạn đó. Với bạn công thì ngồi nói chuyện tôi, còn cái giới bạn đại gia cũng giống như chiêu ly sang quýt hay là tỷ phú Hà Lý hay là mấy người đại gia đây thuộc quen hết, ngồi lại mở hình ra. Hey, bữa nay tao bảo trợ nhỏ ca sĩ local nè, tại nó là ca sĩ không có muốn đi làm mắc cỡ, mỗi tháng nó cho nó 3,000, vậy nhí ta mình coi được không, khen vậy đó, khoe không à. Mấy người đại giá đây là chi không, ngồi lại lấy điện thoại ra là hình gái không à, tôi thấy tức cười. Ô nhỏ này áo cũ quá bạn tôi là sao giờ anh mặc gì đâu sao đâu, phải lâu lâu tao mới gặp nó một lần. Anh này nó có cái tầng lớp đó, là lâu lâu cái mở buổi tiệc ăn tối, cái mấy bà vợ già của mấy ông đại gia đó cũng đi hẹn ngày ăn thường thường là 2-3 tuần, cứ đi mai áo dài giống hệt với nhau lên chụp mấy con hình mà đâu có ai coi đâu, cũng bỏ lên Facebook hề này nọ trong cái giới của họ đó, đâu có được nhau mấy con. Bữa nay đứa nào lên đây là cả thế giới coi đó. Họ cũng đều khi người có tiền có danh vọng, họ tìm với nhau, tìm cùng ở sở thích với nhau, ngu tầm ngu, mã tầm mã, cuối cùng rồi á là tám đời người. Những ngày đầu thưa vụ vô chùa này tu á khổ lắm, thưa có chiếc OV hiện nhà đậu Thiên Long Thổ, thì thưa đậu phía sau cái Rolls Royce đó đó, ban ngày thưa vụ vô đây tu tập, ban đêm thưa ra OV ngủ. Chiều á, má của mấy gái rồi bà xách chiếc xe mặt xe đì bà đậu trước, bà chửi ông đóng được cửa chùa này ông trả biểu đình của tôi lại á, tôi ly dị với ông. Cậu ngày nào bà cũng qua bà chửi, bà hành hạ mấy bạn đạo của bộ, bà hành hạ mấy bạn năn nỉ. Cậu ơi, có 5-7 cái biểu đình thì hy sinh cái biểu đình này đâu có sao, không cũng là tiền của tôi mà, trong khi bà ấy có làm vậy đó không, cái gì tiền đồ tạo ra mà bà có ngày cái mua một đống LV chất đầy tủ, mua rồi cũng không bao giờ xài hết, một đống giày xịn chưa bao giờ ở căn nhà mà gọi là second hand đó, mua nhà brand new không, từ đây tới Florida tới Hải Ngoại đúng thù chia tay ở Florida có một căn, Hải Ngoại 2-3 căn cho hết. Mà bây giờ nãy thù còn phải lì xì một cái coin đưa cho gái, con về lì xì cho mẹ nha, tiền này lắc thì thôi á, sẽ không bao giờ đóng. Từ ngày mà chia tay bây giờ là không bao giờ ở đi làm, nhưng mà lấy tiền của trời Phật mà.
cho chàng hết 6-7 triệu bạc. Làm gì cũng không có làm công đâu. Ở đây nhiều người biết mà, hỏi đi. Cho nên cái đồng tiền đó, nó cũng có cái chánh nghĩa của nó. Còn trong khi sư phụ muốn bỏ hết đi tu, cái lúc đó là ngài sư phụ nhớ là sư phụ canh cái thằng con 18 tuổi nó ra trường Bê La Minh đó, là sư phụ đi tu, là bà sư tỷ sư cô hành trì chùa Bình dưới này nè, gần đây nè, sư phụ nó tên nó cho ta biết luôn, hỏi tả thì có không, để ngày nay đệ sẽ xuất gia, đệ sẽ cạo tóc. Cái nguyên cái tầng đó ở đây một đống quần áo đó, bây giờ sư phụ còn để trong cái closet đó, tập cho sư phụ quấn mấy cái y khó lắm mà, quấn là kẹp. Thế vậy mà phải dạy hoài mà thôi, sư phụ không có thuộc. Tại cái đầu óc lúc đó nghĩ ngày mai mình không còn tóc nữa, nó lạnh là sao ta. Đó, mình cứ tưởng tượng trước đó. Tại ngày mấy thầy lên vàng hết rồi, cả mấy ông ở tiểu bang xa gom về chùa này hết rồi, chuẩn bị quá không. Rồi quần áo thiệt của sư phụ, đồ vét, đồ gì á, điệu polo hiệu gì á, là 3 chiếc xe truck. Phụ cho mấy đứa chở đi hết, giày rồi cho hết, tức là dây nịch cái gì cũng cho hết, không còn đồ thường nữa. Rồi cái đã tới bây giờ ngày nào cũng dạy tới còn có 2-3 ngày. Bà lỡ bà nói con cầu mà cái một tỉnh lại liền, cũng nhớ ngại tạt lên nước lạnh cho mặt mình, ngày mai để sẽ thành một người khác, không có giống như bữa nay. Nhiều người sẽ lại để sẽ xá để rồi để sẽ nổi tiếng, nhiều người biết. Cái mình mới giật lại, trời đất, tôi đi tu tôi đâu muốn mấy cái đó. Thì ra mình mới biết được đó, là những người đi tu chỉ gì đó để muốn thành một người khác. Ở trong khi cái mình nó nói là em á là tỷ phú, ở đây em có biết bao nhiêu nhân viên, em chơi với mấy tỷ phú không à, Mỹ chứ không phải Việt Nam, tại cái nghề của tôi nghề Mỹ, em cũng nổi tiếng gì tỷ, em cần gì nổi tiếng. Còn hiện giờ là em cũng có rất là nhiều người cung phụng em mà em đâu cần cái nữa. Cái bà bắt đầu nín nín thôi. Rồi cái ngày mai á, bắt đầu cái lúc đó là mấy hòa thượng lớn chùa mới nói tên này, trong đó có cái vị mà tịch đó, bữa mà làm lễ quán cảnh đó, nó còn có COVID đó, ngày mới nói là ngày lớn nhất của giáo hội ở đây, hòa thượng trên tất cả hòa thượng, và tương thích ngày mới nói hồi xưa Phật cũng có những đệ tử tại gia cũng như ngài Cấp Cô Độc. Tại sư phụ là có biệt danh là Cấp Cô Độc, có nhiều tiền thì cho hết, gì cũng cho hết, Rolex gì cho hết, cái này mua sao nghe, cho nên 2007 là sạch bách, cho lắm để dành mười mấy năm làm chủ à, chứ thứ gì mà không có. Cái hòa thượng mới nói thì Cấp Cô Độc đến ngày mà tạ thế chết cũng thành Phật, tại vì một vị Phật ở ngoài đời để mà hộ pháp nó phải đi song song, cũng như chén với đũa vậy đó. Mấy thầy cũng cần có tịnh tài để mà sinh hoạt, nhưng mà không phải như kiểu mấy thầy thời nay lạnh dũng, có hiểu không? Thầy cũng cần có những Phật tử như sư phụ, kiếp 1/1 triệu người ở Mỹ mà đâu có ai giống kiểu sư phụ đâu, hộ pháp hết mình mà. Không có thầy nào mà không có hưởng lộc của sư phụ hết, chùa nó thật luôn á, thầy nào mà cũng quen hết. Cho nên mấy con thấy mấy cái hình đó, có ai mà mời được 7-8 trăm không về trên núi chụp cái hình kỳ đó. Nhưng mà về vô vi á, mấy gì giải thích con sau này á sẽ độ được những người đó, họ có duyên với con. Thì cộng lợi câu chuyện đó là tỷ bà nói, cộng lợi với mấy ông thầy cứ nói ra không à, không có ông nào mà muốn sư phụ cạo đầu. Rồi cái sau đó cái đến đức thầy mình mới xuất hiện, tức là đức Ngũ Sổ, ngài mới nói con á với mẹ nữa, mẹ về á, con á là còn nghiệp trần chưa có trả dứt,
sau này đi, con trả nghiệp trần đi. Con về, con lo cho bá tánh an cư lạc nghiệp đi. Rồi lúc đó con muốn sao, cha mẹ cho. Lúc đó sư phụ không có tin về vô vi. Tại mấy vị về là chạy cơ với thiền định. Mà thiền định thì mấy vị cũng, mấy vị hòa thượng lớn là thiền định là đâu có phải là ma quỷ giả đâu, con hiểu không? Hòa thượng nói siêu, hòa thượng nói mang, mấy vị lớn không à, cũng ngồi tiếp xúc với cha mẹ thời đó. Thì mấy vị cũng về nói chuyện khuyên cho phụ. Con là thiên tử, sau này cứu độ muôn trùng chúng sanh, con ích kỷ, con cho con ngồi một chỗ. Con có nguyện lực xuống đây, bây giờ con quên rồi. Con đâu có nguyện gì, bây giờ con thích đi tu. Tại vì cái lại nó thích mình, nó khiến mình đi cái đường hiền đó, phải không? Mình dùng cái chữ đi cái đường hiền. Nó có đường trắng, đường đen, đường xa lộ, đường gập ghềnh vậy đó. Thì tự nhiên đúng ngày đúng giờ, cái đầu của mình đó, nó không có làm chuyện gì khác được ngoài cái chuyện mỏ với kinh thôi, với thiền thôi. Lúc đó từ từ mới về những tháng đầu mới gì cũng mệt với sư phụ, cứ nói chuyện với sư phụ hoài, sư phụ không có tin. Không tin thì bị bệnh, trời ơi, bệnh chết lên chết xuống. Thì từ từ rồi cái mấy vị mới nói những cái để sư phụ phải phân tích theo giống như phòng lab vậy đó. Có một lần mẹ nói, con nhớ đi, hồi lúc con 10-15 tuổi, con có bị người ta đánh xém chết đúng không? Mẹ là người cứu con, mẹ là người lấy cái áo khoác của mẹ, lấy áo khoác phủ lên người con để cho con bảo toàn cái xác phạm. Mình mới nhớ, có không ba? Ai thường nhớ lúc mới ở Mỹ, phụ hay thích đi Ba Te, thường đi Ba Te hay lắm, đi ve được nó. Mới ở Mỹ nít mà chạy vòng vòng trong cái khu mà Monte Carlo mà ở đường Story với Mark Baplin á, vợ trái vô cái đường Willow hay gì đó thường nhớ, thì nó có khu gọi low income, người nghèo không à. Thì vừa ở trong đó thì nó có lớn khu đó cũng 300-400 gia đình á, có 1000 gia đình á, chạy vòng vòng mà nó có bên Mỹ bên Việt Nam. Hồi bữa đó đi vào tèn sao mà lọt vô khu Mỹ, ủ nó trận nó giết cái chục thằng, nó đá vô họng học máu chảy máu cam chảy máu mũi mà mình mang te đâu có chạy được nữa, nó quýnh mình té rồi, cứ bò cứ lớp lớp là vừa lớp là té vừa lớp là té, cứ gõ cửa để mà chạy núi nó đông, cái gõ hoài gõ 2-3 nhà không ai mở hết. Thì có nhà bà Việt Nam đã làm sao á, nó mở cái thụ chui vô thì cái bà đóng cửa lại thì hồ được cứu. Thì kỳ đó sáng tạo. Tại xưa mễ nó giết người mình á, nó không có camera, thời đó không có camera, nó cũng chẳng có DNA nữa, thể mà có và nhân chứng vật chứng thì mới bắt. Còn chứ hồi xưa tội phạm nó giết người mình đi bỏ báo dục thùng rác là chuyện thường đó, không thời đó khoảng năm 80-81. Mẹ nói lúc đó con chết rồi đó, bị đâu cái thù nó giật mình hết trụ. Sao không biết được hay vậy ta? Chuyện này ít ai biết lắm mà, chỉ có vài người trong nhà biết thôi. Rồi cái sao cái mẹ nói thêm nữa, lúc con đi vượt biên lên trên biển, tàu bị hư máy, con thắng ai? Con thắng Phật. Đang bảo cấp 7, cấp 8, tàu sắp chìm, tự nhiên con nhìn lên trời, con thấy một cái luồng sáng. Về sáng lại là không còn là bão nữa, cũng là mẹ cứu. Thế là mình mới nói cái cuối cùng nó gì, mới nói những cái gì con hãy tin đi, điều có lợi cho con và có lợi cho chúng sanh, cho quần chúng, không có phải như mê tín hay ma quỷ nhập đồng, mà có lợi cho họ là tiền với buồn ngã. Thì từ đó thầy mới suy luận ra tất cả những gì mấy vị dạy và mấy vị làm đều có lợi cho thầy. Từ một người bình thường cho tới ngày hôm nay. Rồi lúc đó sau đó, sư phụ lúc là độc thân nha. Khi ly dị đợt đầu là sư phụ là single man, free life.
Bồ đạo chú O Bi đó đó. Thầy sư phụ biết sư mẫu lâu rồi. Chiều cái bà biết sư phụ hay ngồi nhìn ra cửa bi cái bà lạng với xe. Bà không có dám vô đây. Ở lạng rồi đó, ở bà đi. Thấy xe bà sư phụ biết chiếc hình như Acura màu trắng. Lạng lạng vậy. Thì, thời gian đó thì sống gần với thầy mà nhờ như vậy mà tới ngày hôm nay thì cũng biết được hết tất cả kinh điển. Nó biết hết thì hơi không đúng, nhưng mà biết những cái đại cương, những cái kho, những cái điểm chính. Nhưng mà thưa cụ biết là tam đại tạng kinh, ví dụ mình cần tìm hiểu cái gì, cũng như từ điển, mình biết lật từ điển gì đó, thì thưa cụ biết hết. Thưa cụ mình nói thành Kusna là cái gì, cái cỏ bồ đề là cái gì, Sala là cái gì, rồi ngạ nan là ai, đại khái là mình lập ra là nó có nguyên cái đó. Có những người không có biết lập nha, sau này thì mới biết. Cả mấy vị hòa thượng hay mấy thầy mà muốn lên giảng pháp, mấy ông đang ngồi á phải soạn bài ba ngày mấy con, chứ mấy ông đâu phải tu cả đời là biết. Còn sư phụ á chỉ nói trong cái trí nhớ thoáng thoáng thôi, có bao giờ thụ soạn cái gì đâu. Mấy vị bây giờ nó chỗ thằng này sao mà ngộ ta, mà nói chuyện không có soạn gì hết, thì mà nói năm sáu tiếng mà không tiếng hoài đâu biết đâu. Có một cái thù rất là thông minh, từ nhỏ tới lớn học cái gì nhớ cái đó. Thì qua những cái lần đó, cái lúc đó đức thầy mới nói sau này con sẽ cứu muôn trùng chúng sanh, chứ con không có thể vô ngồi một chỗ chỉ cúng cho bản thân thôi. Con đã là một vị gì rồi, mà lúc đó mấy vị chưa có nói sư phụ là cái thai hồ gì. Gần đây mấy vị mới nói sư phụ là một vị Bồ Tát sống của thế gian rồi. Nhưng mà ngoài Bồ Tát có hai muôn trùng Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát là con của Thượng Đế là khác nữa. PhD ở ngoài đó có cả ngàn người PhD, nhưng mà PhD mà còn có 100 là khác nha. Có cái potential làm tổng thống á. Còn phía đi mà con của dân chơi hay là con của người này người nọ là khác. Thì đó là những câu chuyện những cái năm đầu. Đến ngày hôm nay sau này thì những cái đường, những cái cửa bắt đầu mở ra. Thì tự nhiên cái Thiên Long Sơn, con của cháu của Đỗ Mười giàu quá, dư tiền qua Mỹ mua đất, mà mỗi lần lên cái bị sơn thần giả ma hù cũng chạy xuống. Lúc mà ông bán vụ kìa thôi, em là người tâm linh, chỗ này nó linh lắm, lần nào mà anh lên anh tưới, cũng là tưới mấy chỗ nhà Bùi Trúc. Thì xưa ông chỉ có cái nhà Bùi Trúc thôi là cái ốp thịt của ông, ngoài ra mấy kia là không có xài được. Mỗi lần lên cái nghe tiếng người tiếng động, mấy vị làm đủ kiểu để cho ông sợ. Ủa, núi này linh lắm, mỗi lần anh lên là đều có chuyện lạ hết. Xe anh bị xẹp bánh rồi bao nhiêu chuyện xảy ra, rồi anh nghe được cái này, anh thấy được cái kia. Đại vậy tôi không có thích núi, tại vì tôi có nhiều building rồi, tôi lấy cái núi này làm gì. Nhưng mà ông cứ năn nỉ hoài. Đại khái tóm tắt lại là mấy ông sau này sư phụ hỏi mấy vị, tôi hù để cho nó bán. Cũng là mánh môn á. Nhưng mà bây giờ mình nói tới núi Thiên Long Sơn, đây đất tìm chủ. Thì cái núi của mình thì cũng có tà làm chủ. Lúc đầu giữ núi, đến ngày thiên tử ra đời lập đạo thì tà đưa thắng chánh. Cho nên cái câu cuối cùng hôm nay mình nói cốt chuyện hôm nay để trả lại danh khẩu cho mấy vị là cuối cùng của cuộc phim này, final của cái final là tà lúc nào cũng không bao giờ thắng chắn. Chúng ta sẽ trở về Thiên Long Sơn ăn những cái tết vui lợi như ngày xưa. Tại vì mình ăn cái tết trên đó mình chụp hình mình vòng vòng ở đây thì cũng tạm ok phải không. Nhưng mà hôm nay mấy vị cho mình một cái bài học là để cho tụi tà nó làm gãy cái cây nêu của sư phụ đi. Sau này á, dân ở vùng này á, người ta bắt đầu mà ta mới khiển trách lợi cho cái đám mà. Mấy vị đã từng nói cái Thiên Long Sơn sau này á, nó sẽ như cái thành phố này.
mình đừng có nản, mấy con đừng có buồn. Hôm nay mình ăn Tết đây nhịn nhục nó đi, nhưng mà những năm về sau, sau này cái chín rồng mà nở rồi, mấy con sẽ hiểu. Cái câu cuối cùng, cha đã từng nhắn cho sư phụ nói lại với mấy đứa đệ tử họ Thiên: phải giữ vững lòng tin và phải nhẫn nại tu tập trong lúc thời kỳ chót này, tận thế này. Chỉ mà thiền lập kinh và giữ vững lòng tin thôi, ngoài ra không có gì quan trọng bằng cái đó. Còn lời mẹ hồi sáng nhắn lại cho phụ nói lời với mấy đứa họ Thiên là: mẹ chúc tất cả các đệ tử của con, tức là nói với phụ họ Thiên, mẹ cũng dùng chữ họ Thiên nha.